Isaac, ca sĩ đào hoa nhất V-pop, hợp tác với ai là được đẩy thuyền, sốc nhất vẫn là với sao nam này. Sau tất cả những lần đẩy thuyền của fan, Isaac vẫn là một nam thần độc thân. Có lẽ đường tình duyên của ca sĩ đào hoa nhất V-pop chưa được suôn sẻ lắm, phải chăng lại đúng như câu, lắm mối tối nằm không. Gần đây, một cặp đôi liên tục được người hâm mộ đẩy thuyền khi cùng tham gia một chương trình được remake từ Hàn Quốc, chính là Isaac và Hòa Minzy. Kể từ khi thân thiết, cả hai thường xuyên có những cử chỉ ân cần quan tâm lẫn nhau, hết sức ngọt ngào. Ngoài những khoảnh khắc vặn vẹo nhau chuyện nghệ danh siêu đáng yêu, hai giây phút Isaac ân cần đút đồ ăn cho Hòa Minzy cũng khiến người xem thích thú. Đặc biệt là những màn thả thính đầy mùi mẫn của hai ngôi sao cũng viral trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hòa Minzy không phải là nghệ sĩ đầu tiên được đẩy thuyền với Isaac. Nếu Hòa Minzy khéo léo làm rõ tin đồn, thì một fan girl của Isaac lại đua idol thành công. Cho đến mới đây, khi được netizen hỏi thẳng, Hòa Minzy đã phủ nhận tin đồn đang yêu Isaac. Cụ thể, nữ ca sĩ bật cười ngại ngùng nói, không có đâu mọi người xem cho vui thôi, anh Isaac với bé Phương Nhi đẹp đôi hơn. Nói về bản thân mình, Hòa Minzy khiến netizen xúc động khi chia sẻ, Hòa có em bé rồi, Hòa già rồi. Có thể nói, ngoài Hòa Minzy thì á hậu Phương Nhi cũng khiến nhiều khán giả hào hứng ghép đôi với Isaac. Trước khi trở thành nữ chính và sánh đôi cùng nam ca sĩ trong MV Vượt Qua Everest, cô nàng cũng từng bày tỏ sự ái mộ khi dành hết lời khen ngợi vẻ ngoài điển trai của Isaac. Cụ thể, nàng hậu Gen Z đã chia sẻ trong những buổi giao lưu hậu đăng quang. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Anh Isaac là người khiến tôi bị sốc vì anh ở ngoài rất điển trai. Tôi là trường hợp fan cứng thành công khi vừa được gặp và đóng chung MV với anh khi thi Miss World Việt Nam. Có những phân đoạn đứng gần, anh đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Sau đó, hình ảnh thân thiết của Isaac và Phương Nhi lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình càng hết mình để đẩy cho thuyền ra khơi. Một người là á hậu được khen xinh như thần tiên tỷ tỷ, còn anh chàng từng lọt vào bảng xếp hạng nam thần châu Á. Isaac và Phương Nhi thật sự rất đẹp đôi. Không chỉ với Hoàng Thùy Linh, Isaac còn được đẩy thuyền với bạn diễn nam. Ngược về quá khứ, trong những lần kết hợp trước đây, Isaac cũng khiến người hâm mộ phấn khích vì quá đẹp đôi với bạn diễn. Có lần Isaac đã xuất hiện với vai trò cameo 5 giây trong một MV kể về câu chuyện tình yêu dễ thương giữa nàng tiên cá và chàng trai chài lưới của Hoàng Thùy Linh, Si Tình. Không có gì ngạc nhiên khi hình ảnh Isaac Hoàng Thùy Linh cùng hợp tác trong MV khiến fan phấn khích. Còn nhớ vào năm 2015, trong một đoạn clip phỏng vấn nhanh khi được hỏi, nếu được chọn một cô gái trong showbiz để yêu bạn sẽ chọn ai, thì Isaac đã trả lời rằng dù chưa được tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ, nhưng đặc biệt hơi chú ý đến Hoàng Thùy Linh và dành lời khen ngợi cá tính và nhan sắc của cô nàng. Chưa dừng lại ở đó, một cặp đôi khác cũng được fan đẩy thuyền ra khơi là Isaac và nam chính MV Si Tình, Trần Tiến. Có thể thấy cả nam người mẫu và Isaac đều sở hữu vẻ ngoài nam tính, với gương mặt góc cạnh sống mũi cao, với những bức ảnh chụp góc nghiêng hay 3/4 khuôn mặt. Nam ca sĩ và Trần Tiến lại càng khiến nhiều netizen phấn khích vì có tướng phu thê. Càng thú vị hơn khi chính Trần Tiến cũng bật mí về một cảnh quay mà anh và Isaac đã vô tình khiến Hoàng Thùy Linh từ nữ chính ngôn tình bất ngờ trở thành nữ phụ. Isaac vì Emily làm một điều đặc biệt nhưng trùm cuối mới gây bất ngờ nhất. Trong lần xuất hiện trong MV Cá Cắn Câu của Emily, Isaac đã có những kỷ niệm khó quên cùng nữ ca sĩ. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của bông hồng lai trên đường đua V-pop sau một thời gian dài tập trung và trau dồi thêm về diễn xuất. Và sự xuất hiện của Isaac cũng khiến sản phẩm âm nhạc này cùng được chú ý gấp bội. Những cảnh quay tình tứ của cả hai khiến người xem vô cùng hào hứng và rục rịch ý định ghép đôi. Đáng chú ý, Emily cũng bật mí một điều đặc biệt mà Isaac đã làm vì chịu ý cô nàng chính là chịu cởi và khoe cơ bắp. Dẫu nam ca sĩ chỉ xem Emily như một người em, một người tri kỷ, nhưng người hâm mộ lại không chịu như vậy. Dân tình cũng rất yêu thích và mong muốn cả hai thành đôi. Và trùm cuối người được fan ghép đôi bất chấp nhất với Isaac chính là Sơn Tùng MTP. Dẫu cả hai chưa từng kết hợp cùng nhau trong bất kỳ dự án âm nhạc nào, nhưng những hình ảnh cả hai tương tác cạnh nhau hay được fan cắt ghép từng gây sốt mạng xã hội trong thời gian dài. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc cả hai xuất hiện tại sân khấu The Remix 2015 và liên tục trò chuyện với nhau trong lúc chờ công bố kết quả cũng tạo nên hiệu ứng bất ngờ ngay sau đó. Hàng loạt những ảnh ghép, những câu chuyện hóm hỉnh do fan viết ra xuất hiện nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác cực khủng. Sự kiện thứ hai mà Isaac và Sơn Tùng MTP đứng cùng sân khấu là trong một lễ trao giải diễn ra tại sân khấu Lan Anh. Cả hai đều vinh dự nằm trong hạng mục ca sĩ được yêu thích nhất năm. Khoảnh khắc hai anh chàng đứng kế bên nhau nhận giải và có những cử chỉ thân mật lại khiến dân tình dậy sóng. Có lẽ sự trùng hợp đỉnh điểm của cặp đôi này chính là thời điểm Isaac tung ra MV Anh Sẽ Về Sớm Thôi, ca khúc được fan ghép ngay với Đừng Về Trễ của Sơn Tùng. Hai ca khúc khi kết hợp với nhau đã tạo nên một đoạn hội thoại rất khớp, rất ngọt ngào. Người hâm mộ lại có dịp ghép đôi cả hai thêm một lần nữa.